Bên cạnh thị trường quà tặng 20 tháng 11, thị trường các dòng TV phục vụ nhu cầu của khách hàng mùa World Cup 2022 cũng dần tăng cao. Những ngày gần đây, nhiều thương hiệu TV đang chạy hàng loạt các chương trình khuyến mãi để kích cầu người tiêu dùng. Ghi nhận tại siêu thị điện máy ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều dòng TV thông minh của các nhãn hiệu nổi tiếng đồng loạt giảm giá mạnh tới 45%, như các dòng Smart TV giảm từ 5 đến 7 triệu đồng, hay các dòng TV LED Google TV 4K cũng được giảm vài triệu đồng. Điều này đã thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng đến tham khảo và lựa chọn dòng TV phù hợp. Một đại diện siêu thị cho rằng, so với những tháng trước, lực lượng tiêu thụ TV chỉ ở mức trung bình và gần tới mùa World Cup 2022, lượng khách hàng mua sắm TV tăng trưởng từ 15% đến 17%. Không những thế, để thấu hiểu và nắm bắt được tâm lý khách hàng trong những tháng mua sắm cuối năm, đặc biệt là trong mùa World Cup 2022, nhiều trung tâm siêu thị điện máy đã ưu tiên trưng bày những dòng TV màn hình phẳng có độ sắc nét cao và tối ưu giá cả của các dòng TV để phục vụ đa dạng đối tượng người tiêu dùng khác nhau. Đối với mà gần tới mùa World Cup thì bên công ty của chúng tôi có nhận định là lượt khách hàng tăng hơn, tại vì nhu cầu khách hàng đang mua TV để về sắm TV để cho mùa World Cup này thì đang tăng tầm khoảng 15 đến 17% so với tháng rồi. Những dòng TV khách hàng lựa chọn đa số bây giờ là màn hình phải sắc nét, lại đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi dành cho nhóm hàng TV. Với các biện pháp kích cầu nhằm đáp ứng nhu cầu và tăng sức mua mặt hàng TV, các cửa hàng, siêu thị điện máy đang hy vọng mùa mua sắm cuối năm, đặc biệt là World Cup 2022, sẽ kéo lượng tiêu thụ TV tăng vọt và thúc đẩy tăng trưởng doanh số trong dịp Tết.